sau khi lên ấn của Chúa mang gươm đi mở nước, nhưng ít khi dùng đến gươm mà ông chỉ dùng bằng cái tài trí của mình và sự cảm hóa của mình để thu phục được những dân tộc khác nhau. Và sau khi đã thu phục được dân tộc khác nhau rồi thì ông lại động viên giúp đỡ bà con tối lửa tắt đèn có nhau, và ông đã thành lập ra được nhiều cái vùng đất, và ông đã đặt tên những cái vùng đất mới đó được mang tên như quê hương của ông, là trong đó có hai chữ Tân Bình. Mình chào quý vị đã quay lại kênh YouTube Tìm Về Giáo Sư của Trương Đệ. Hôm nay Trương Đệ xin mời quý vị đến thăm nơi yên nghỉ của một vị tướng thời Chúa Nguyễn đã hoàn thành được cái công việc còn lại mà các vị tướng của các đời Chúa Nguyễn trước đó chưa làm được, và cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng trước lúc đi xa. Và nơi mình đang đứng đây là Thành Đồng Hới, mà xin mời các bạn hãy đi theo chân mình. Đi dọc theo đường Hồ Chí Minh nhánh đông từ Bắc vào Nam, đi qua địa phận của huyện Lệ Thủy, thì chúng ta có nhìn thấy một cái bảng chỉ dẫn là Lăng Nguyễn Hữu Cận, 5 km rẽ về tới trái. Như vậy là mình đã vừa đến được cái điểm thuộc di tích lịch sử cấp quốc gia Lăng mộ Lễ Thiên Hầu Thượng Đặng Thân Nguyễn Hữu Cận. Xin mời các bạn này theo mình để đi vào bên trong của lăng. Lối đi vào lăng mộ thì chúng ta thấy có một con đường đổ bê tông rất rộng rãi, rất bằng phẳng, rất đẹp. Và phía hai bên đường là gồm có hai cái hành lang được làm bằng đá. Còn xung quanh khu vực là rất rộng. Và bây giờ là mình đã tiến vào được cái đoạn này là một cái sân rất rộng rãi, sân được đổ bê tông. Như vậy là mình đã vừa đến được ngay địa điểm trung tâm của cả lăng mộ của ngài, và xin mời quý vị hãy theo mình để đi vào phía bên trong. Nơi mình đang đứng đây là khuôn viên lăng mộ của Lễ Thiên Hầu Nguyễn Hữu Cận, được tọa lạc trên một ngọn đồi cao rất rộng rãi, có một không gian thoáng mát thuộc của dãy núi An Mạ của xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nơi mình đang tiến vào đây là một cái cầu, và hai bên là có hai hành lang. Và phía hai bên hành lang là có hai cái hồ sen. Tiến vào bên trong thì ta thấy có bốn cái trụ biểu. Và đi vào nữa thì hai bên
ta thấy có trồng hai cây đại rất đẹp, và xung quanh của cái khuôn viên là trồng rất nhiều cây xanh. Và bây giờ mình cũng để xin thắp cho ngài một nén nhang trước lúc đi vào tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp và của ngài. Vừa bước vào cổng thì đập ngay trước mắt của chúng ta là một cái nhà bia, một cái nhà bia làm rất đẹp. Mà mình nhìn thấy thì đây là một cái bia rất cổ kính. Cái bia này có lẽ là cũng lâu lắm rồi. Mình bây giờ tiến vào nhà bia để khám phá xem trên cái bia có những dòng chữ gì. Đây là một tấm bia rất cổ kính, được tạc bằng đá xanh vào thời nhà Nguyễn, và mặt trước hướng về ngôi mộ là có khắc ba dòng chữ nho và được dịch là: dòng bên phải là người mở mang đầu tiên miền Nam bậc khai quốc thần thường cấp của triều Nguyễn, dòng ở giữa là mộ của Vĩnh An hầu Nguyễn Hữu Kính, mà dòng bên trái là người cháu bốn đời của quý hương là quan cai quản đào quân Hưng Nghĩa Ngụ Đức hầu Nguyễn Hữu Mang lập bia mộ vào thời Gia Long Sơn Niên. Mặt sau bia thì được dịch là: ngày 16 tháng 7 năm 1925, Nguyễn Hữu Bài, viện trưởng viện cơ mật đại thần thái tử thái phó phúc môn bá đại học sĩ võ điền võ hiện đã mang con là Thị Dương tôn kính phụng lập bia mộ này. Khu lăng mộ được trùng tu vào năm 2013, và sau khi trùng tu xong thì khu lăng mộ của vị tướng thời chúa Nguyễn đã có được một diện mạo rất khang trang bề thế để góp phần vào nâng cao giá trị của lịch sử. Như cống lễ thanh hầu đi mở đất nghìn năm con cháu vẫn còn ghi. Sau khi mình vừa đi qua khỏi cả nhà bia thì tiếp đến là có một cái án thờ để mỗi ngày lễ hoặc là những ngày bình thường thì người dân có thể đến mang lễ vật đến đây để đặt lên thờ để thắp hương cho ngài. Kế tiếp là có một bạc nhang rất lớn. Rồi tiến vào ngôi mộ thì ta thấy vì hai bên là có hai linh vật rất đẹp. Mà đi vô bên trong nữa thì ta thấy có đặt thêm một cái tấm bia. Và đây là cái phần yên nghỉ của ngài. Và phía sau cái mặt bên phong hầu này thì ta thấy có một cái mặt của hình rồng kèm theo những cái hoa văn, cái hoa tiết là có mây. Và phía hai bên cái bên phong này ta thấy có những cái hình búp xe. Năm 1609, quan tham chiến Triều Văn Hầu Nguyễn Triều Văn trước ở làng Gia Miêu, huyện Tổng Sơn, Thanh Hóa, vì bất mãn với chúa Trịnh chiếm quyền Vô Lê nên phò chúa Nguyễn vào đằng trong và dừng chân tại Quảng Bình. Lúc đó người con trai thứ năm của Triều Văn Hầu là Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật mới được 6 tuổi. Sau này Nguyễn Hữu Dật cùng với lão tướng Trương Công Gia, Trương Phúc Phấn và Nguyễn Phúc Vệ đã chiến đấu kiên cường trên thành Lũy Trấn Ninh, Lũy Trường Dục và cửa biển Nhật Lệ, đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Trịnh vào thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Ông Nguyễn Hữu Cảnh, nguyên danh là Nguyễn Hữu Kính, sinh năm 1650 tại xã Chương Tín, huyện Phong Lộc mà nay là xã Vàng Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông là con thứ ba của danh tướng Nguyễn Hữu Dật,
và bà Nguyễn Thị Thiện. Tổ tiên của ông là Nguyễn Bạc, người ở Gia Viện, Ninh Bình, là một khai quốc công thần của thời nhà Đinh, đã có công giúp cho Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân trong lịch sử của Việt Nam vào thế kỷ thứ 10. Ông nội của ông là Nguyễn Triều Văn, đã có công Phò Lê, và Nguyễn Sơ, quê ở Gia Miêu, Thanh Hóa, và sau là đi theo Nguyễn Hoàng vào trận thủ ở xứ Tùng Hóa. Cha ông là Nguyễn Hữu Giật, sinh nhiều con trai, và trong đó là có 4 người là những vị tướng tài, sẽ được kể theo thứ tự như sau: Nguyễn Hữu Hào tước Đào Lương Hầu, Nguyễn Hữu Trung tước Trung Thắng Hầu, Nguyễn Hữu Cảnh tước Lệ Thân Hầu, và Nguyễn Hữu Tín tước Tín Đức Hầu. Lệ Thân Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một vị tướng quốc, một bậc công thần đời chủ Nguyễn Phúc Chu. Vùng đất Quảng Bình đứng ở vị trí trung tâm tổ quốc, là một địa danh đã nung kết nên nhiều anh tài nhân kiệt. Lễ Thân Hầu Nguyễn Hữu Cảnh từ lúc mới chào đời càng lớn lên trên quê hương Quảng Bình, càng gắn chặt với tâm hồn của ông, với lòng yêu mến, quyền luyện chân thành. Ông sinh ra trong bối cảnh nước nhà đang nàng trình Nguyễn phân tranh. Ông thuộc dòng dõi dân tướng nhà chủ Nguyễn nên sớm trở thành người tài giỏi, võ nghệ siêu quần, từng là sư tổ của môn võ Bạch Hổ Sơn Phái, được nhiều người kính phục. Lúc mới ngoài 20 tuổi, ông đã được ban chức cai cơ vì đã có rất nhiều công trạng đóng góp trong chiến tranh Trình Nguyễn. Và ông được người đời tôn là Hắc Hổ vì ông sinh năm Dần và ông có nước da ngăm đen, rất hùng dũng. Trước năm 1692, ông được phong là Lễ Tài Hầu. Năm 1692, ông làm thống binh và đi dẹp loạn Chiêm Thành và bình định ở biên cương. Năm 1694, ông được thăng trưởng cơ và lãnh chức trấn thủ phủ Bình Kha. Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu đã cử ông làm thống suất và cử đi kinh lược xứ Đồng Nai. Theo sách Đại Nam Thực Lục Nhâm Thân năm thứ nhất 1692, mùa thu tháng 8, vua nước Chiêm Thành là Bà Trân làm phạn, họp quân đắp lụy cướp giết dân cư ở vùng Dương Ninh. Dinh Bình Khang đem việc báo lên, chúa sai cai cơ Nguyễn Hữu Kính con Nguyễn Hữu Giật, bây giờ gọi là Lễ Tài Hầu, làm thống binh, lấy văn chức Nguyễn Đình Quang làm tham mưu xuất lệnh quân chính dinh cùng quân Quảng Nam và Bình Khang đi đánh. Quý Dầu năm thứ hai 1693, mùa xuân tháng Giêng, thống binh Nguyễn Hữu Kính đánh bại Chiêm Thành, Bà Trân bỏ chạy. Tháng 3, Nguyễn Hữu Kính bắt được Bà Trân và bầy tối đem về, chúa sai đổi nước ấy làm trấn Thuận Thành. Mùa thu tháng 7, Nguyễn Hữu Kính đến cửa khuyết dân chiến tù Chiêm là bọn Bà Trân, chúa sai kể tội và giam ở núi Ngọc Trân, hàng tháng cấp cho tiền gạo vải lúa đầy đủ để dùng. Theo Đại Nam Thực Lục Tiền Biên thì vào tháng 2 năm Mậu Dần 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu phong Nguyễn Hữu Cảnh làm thống suất cử đi kinh lược xứ Đồng Nai. Theo đường biển, thuyền của Nguyễn Hữu Cảnh đi ngược dòng Đồng Nai đến tại Cù Lao Phố, là một cảng sầm uất nhất miền Nam lúc bấy giờ. Từ đó Nguyễn Hữu Cảnh ra sức ổn định dân tình, hoạch định cương giới xóm làng, lấy đất Đồng Nai đặt làm gia đình phủ, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long dựng dinh trấn biên, lấy đất Sài Gòn làm huyện Tân Bình dựng dinh phiên trấn, mỗi dinh đặt chức lưu phụ, cai bà và kỷ lục để quản trị. Đất đai mở rộng ngàn dặm, cho nên chiêu mộ lưu dân từ bộ chính trở vô đến ở khắp nơi, đặt ra phường xã thôn, chia cắt địa phận, mọi người phân chiếm ruộng đất, chuẩn bị thuế đinh điền và lập hộ tịch điền. Từ đó con cháu người Hoa ở nơi trấn biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi phiên trấn thì lập xã Minh Hương, rồi ghép toàn bộ hộ tịch. Và cũng theo Trịnh Hoài Đức thì nhờ Nguyễn Hữu Cảnh mà đất đai mở rộng ngàn dặm, dân số có thêm 4 vạn hộ. Kỷ Mão năm thứ 8
1699, mùa thu tháng 7, nạc thu nước Chân Lạp làm phản, đắp các lũy Bích Đôi, Nam Vang và Cầu Nam, cướp bóc dân buôn, tướng Long Môn và Trần Thường Xuyên đem việc báo lên. Cân Thìn năm thứ 9, 1700, tháng 2, Nguyễn Hữu Kính đem quân các đạo tiến vào đánh Chân Lạp, đóng ở Ngư Khê, sai người dò xét thực hư, chia đường tiến quân. Tháng 3, thống binh Trần Thường Xuyên cùng quân đánh giặc liên tiếp. Khi quân ta tiến đến lũy Bích Đôi và Nam Vang, nạc thu đem quân đón đánh, Nguyễn Hữu Kính mặc nhung phục, đứng trên đầu thuyền, vung gươm, vẫy cờ, đốc các quân đánh gấp. Tiếng súng vang như sống, nạc thu sợ hãi, bỏ chạy. Nạc Yêm, con trai thứ hai của nạc Nộm, ra hàng, Nguyễn Hữu Kính vào thần, rồi vỗ yên dân chúng. Mùa hè tháng 4, nạc thu đến cửa quan đầu hàng và xin nộp cống. Nguyễn Hữu Kính báo tin thắng trận, rồi lùi quân đóng ở đồn Lao Đôi và Kinh Lý biên giới. Sau khi Chân Lạp quy hàng, Nguyễn Hữu Kính cho thuyền ghé lại thăm non, khích lệ dân chúng dù Khmer, Hoa Kiều hay dân Việt, hãy cùng nhau giữ gìn tinh thần thân thiện, tắt lửa tối đèn có nhau. Những hành động khoan hòa thiết thực, những cử chỉ ưu ái thật lòng của ông đã làm cho đồng bào vô cùng cảm mến. Tháng 4 năm Cân Thìn 1700, Nguyễn Hữu Cảnh kéo quân về đóng ở đồn Cây Sao và báo tin thắng trận về kinh. Ở đây một thời gian, ông bị nhiễm bệnh, hai chân tê bại, ăn uống không được. Gặp ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, ông miễn cưỡng ra dự tiệc để khuyến lão tướng sĩ, rồi bị trúng phong và thổ huyết, bệnh tình dần dần trầm trọng. Ngày 14, ông kéo binh về. Ngày 16 đến Sông Giang rạch gầm Mỹ Tho thì mất. Được tin dự, dân chúng xúc động thương tiếc, nhiều người vừa nghe xong bật khóc như chính người thân của họ vừa qua đời. Khi ấy đưa ông về dinh Trấn Biên, Biên Hòa, rồi đem việc tấu lên chỗ Nguyễn Phúc Chu và triều đình rất thương tiếc, sắc tặng là hiệp tảng công thần, thùy là trung càng, hưởng 51 tuổi, chúa cho vàng lụa để hầu táng. Người Cao Miên thì lập đền thờ ở đầu châu Nam Vang. Nhân dân lập đền thờ ở dinh Trấn Biên cũng lập đền thờ ông. Năm Gia Long thứ 5 được tòng từ ở Thái Miếu. Năm Minh Mình thứ 12 phong là Vịnh An Hầu. Văn thơ ca ngợi truyền tụng công đức của lễ thần hầu Nguyễn Hữu Cảnh còn dự khá nhiều. Sau đây mình xin trích một đoạn. Từ ngày vân mệnh Trấn Bình Khương, bừa cõi mở thêm mấy dặm trường, vuông bọn cuộc nền nơi tổ phù, dạy dầu tiên đàng giúp quân vương, giặc ngoài vừa nẹp bên màng hộ, sáu tướng lìa xa giữa giọt tương. Quý vị thân mến, 324 năm trước có một vị tướng tài của triều đình chúa Nguyễn đã lĩnh ấn mang gươm vượt nghìn dặm đường trường xa xôi tiến về phương Nam để xác lập chủ quyền biên giới quốc gia Đại Việt ở đằng trong. Và khi sự việc đã hoàn thành, ông đã được lịch sử ghi nhận là người đã hoàn tất những phần việc còn lại của các vị tướng tài chúa Nguyễn trước đó chưa hoàn thành. Và cho đến bây giờ, cho đất nước ta trải dài rộng lớn bao la, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, bạc ngạc bao la, mênh mông biển trời. Đó là một vị tướng tài ở quê hương Quảng Bình. Ông đã lớn lên vào thời kỳ gần cuối của cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh rất khốc liệt 50 năm, rút cuộc lại phải lấy sông Danh làm giới tuyến vào năm 1672. Và trong thời gian đó, ông đã cùng với cha ông là Nguyễn Hữu Giật đã chiến đấu trên quê hương của mình. Quay lại vùng đất phương Nam, thì trước đó đã có một số người Việt đã di cư vào phía Nam làm ăn sinh sống, cùng với một số người Hoa đã không khuất phục triều đình nhà Thanh và sang xin với chúa Nguyễn và được chúa Nguyễn cho định cư tại vùng đất phương Nam. Nhưng cái phần lớn các cái vùng đất là còn hoang sơ, cây thì cao ngút trời,
rầm rạp, âm u. Cho nên mới có câu: Đồng Nai địa thế hải hùng, dưới sóng sầu lội, trên dòng cọp um. Và ông đã đưa dân dân từ các vùng Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, Quảng Nam và Quảng Ngãi đi vào ở Đồng Nai để lập nghiệp rất nhiều. Cho nên mới có câu: Làm trai cho đảng nên trai, Phú Xuân cũng trại và Đồng Nai cũng từng. Sau khi lên đấng của Chúa mang gươm đi mở nước, nhưng ít khi dùng đến gươm, mà ông chỉ dùng bằng cái tài trí của mình và sự cảm hóa của mình để thu phục được những dân tộc khác nhau. Và sau khi đã thu phục được dân tộc khác nhau rồi thì ông lại động viên giúp đỡ bà con tối lửa tắt đèn có nhau. Và ông đã thành lập ra được nhiều cái vùng đất, và ông đã đặt tên những cái vùng đất mới đó được mang tên như quê hương của ông, là trong đó có hai chữ Tân Bình, là Bình Dương, Bình Đông, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Trị, Bình Long, Bình Cuối, Bình Hòa, Bình Điền, Bình Phước. Còn chữ Tân là Tân Bình, Tân Định, Tân Hưng, Tân Khai, Tân Thuận, Tân Mỹ, Tân Phước, Tân Thịnh, và mở mang đất đai, sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt rộng lớn. Mà vùng đất màu mỡ, trù phú, ông là ân nhân mở mang đưa dân chúng đến cuộc sống hạnh phúc, ấm no tại vùng đất mới nơi này. Nghĩa nhân chúng hằng tâm xây đắp Đại Việt, ơn biển trời lao khó gây dựng Đồng Nai. Quý vị thân mến, hôm nay đứng nơi đây bằng cả tấm lòng cảm phục biết bao, khi đất nước mình đã rộng lớn bao la, từ mũi Cà Mau cho đến địa đầu Móng Cái. Đó là nhờ vào công của các tướng lĩnh đã vất vả gian nan và gây dựng nối lại đất nước của chúng ta liền một dải rộng lớn như ngày hôm nay. Và cũng mùa hè sắp đến, nếu quý vị đến Quảng Bình để đi du lịch, ghé thăm Đồng Phong Nha, Đồng Sơn Đòn, ghé thăm biển Nhật Lệ, thì quý vị cũng đừng quên và ghé lại nơi đây có một vị anh hùng xuất phát từ mảnh đất Quảng Bình đã làm lên, lập lên nhiều công trạng cho Chúa nguyện cũng như quốc gia đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ, để thắp một nén nhang và tưởng nhớ đến người. Và bây giờ Trường Đề xin dừng video lại tại đây. Nếu quý vị cảm thấy hay, ý nghĩa thì xin để lại một like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh Tìm Về Dấu Siêu của Trường Đề để xem các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.